Trận đấu muộn nhất của ngày 17 tháng 8 là cuộc đối đầu giữa Swansea City và Manchester United. Chúng ta đang được chứng kiến đợt lên bóng của các cầu thủ áo đỏ. Rồi! Bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam đã đến trong niềm phấn khích dành cho các cổ động viên. Chúng ta có thể thua rất nhiều bàn, điều đó không phải là điều quá quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta có ghi được bàn thắng nào vào lưới của Arsenal hay không. Và câu trả lời đã đến ở tình huống này.